Quý vị, mới đây trên đường về quê nghỉ lễ, hai vợ chồng đã gặp tai nạn tử vong thương tâm. Vụ tai nạn xảy ra tại đèo Ban, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La cho biết, trưa ngày 1 tháng 9, tại đèo Ban, trên tuyến quốc lộ 37 thuộc địa phận Bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Yên Phủ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai vợ chồng tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân. Qua xác minh, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông là anh DVH, sinh năm 1998, và vợ là chị LTL, sinh năm 1998, trú tại bản Quế Sơn, xã Triềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Hai vợ chồng này đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh về nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9, nhưng do đường trơn trượt bị ngã dẫn đến tử vong. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ trong ngày đầu tiên của dịp lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 13 người tử vong, bị thương 10 người. So với ngày nghỉ lễ đầu tiên ngày 2 tháng 9 năm 2021, tăng 5 vụ, tăng 6 người tử vong, giảm 1 người bị thương.